về và được quyết tâm thì nghĩ tất cả mọi người ai cũng sẽ nhanh thực hiện được ước mơ của mình. Công bố kết quả của thí sinh Lương Ngọc Nghĩa, xin mời bạn bước lên sân khấu ạ. Xin chào bạn, mình có thể phỏng vấn bạn một số câu hỏi được không ạ? Vâng, được ạ. Bạn ơi, cho mình hỏi là động lực nào mà khiến bạn đến với gym? Đó là sự đam mê và sự yêu thích. Bạn có chăm chút cho vòng ngực của mình nhiều không ạ? Vâng, đàn ông đích thực thì phải coi trọng cái ngực đầu tiên. Đến với phòng... đến với cuộc thi vòng bộ ngực hoàn hảo thì anh có thể chia sẻ với em một cái là vòng ngực của anh bây giờ đang là bao nhiêu không ạ? Vòng ngực của mình thì tầm khoảng 100 thôi ạ. Một số đo vòng ngực rất là good đúng không ạ? Bây giờ em xin công bố kết quả của anh nha. Thí sinh Lương Trọng Nghĩa với số báo danh 06, sinh năm 1993, đến từ thành phố Bình Định. Số ký của anh là 62 ký, đăng ký mức tạ là 135 bao, số rep của anh là 16, one rep max của anh là 206 và sức mạnh tương đối của anh là 1,51. Anh có cảm thấy là như vậy đã được chưa ạ? Thật sự thì mình chưa hài lòng với cái mức tạ này của mình. Anh em mình tập cái mức tạ cao hơn cái này. Vậy là có thể là sẽ do rung quá đúng không? Có thể là do mình đi đường, quanh đường hơi xa một tí. Cảm ơn anh đã đến với cuộc thi này. Rồi, sau đây số báo danh 06, Lương.